Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người bộ cắm điều khiển Wi-Fi ESP 2 kênh. Sản phẩm sử dụng dây lát 220V, đóng ngắt thiết bị qua hai relay độc lập. Thiết bị phù hợp với các loại tải, quạt, bóng đèn, vân vân. Lưu ý không nên sử dụng với các thiết bị có công suất trên 2000W. Mặt trên của sản phẩm gồm công tắc nguồn, ổ cắm 2 chân, 3 chân, led báo nguồn và led báo trạng thái đóng cắt relay. Để sử dụng sản phẩm, chúng ta cần tải app Blink và tạo project mới. Bấm vào màn hình để tạo hai button tương ứng với hai kênh relay điều khiển. Chọn pin GP0 và chuyển sang chế độ switch. Tương tự với nút nhấn còn lại, chọn pin GP2 rồi chuyển sang chế độ switch. Để copy 3 Blink, chúng ta nhấn vào copy all. Với điện thoại iPhone, chúng ta nhấn giữ vào mã để copy. Sau khi tạo project thành công, ta kết nối với Wi-Fi, bật công tắc nguồn lên. Wi-Fi Smart Home đã được phát ra, kết nối với mật khẩu là 123456789. Ở đây mình đã kết nối rồi, nên điện thoại đã tự nhớ mật khẩu. Sử dụng trình duyệt web để kết nối với địa chỉ 192.168.4.1. Lưu ý, tại đây cần nhập chính xác ký tự viết hoa, viết thường, tên Wi-Fi và tên mật khẩu. Chúng ta thường mắc phải lỗi này rất nhiều và mình sẽ cố tình nhập sai tên Wi-Fi. Sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sửa lỗi nhé. Tên Wi-Fi của mình là banlinhkien.vn2, chữ B, L, K viết hoa nhé. Pass là banlinhkien.vn viết thường hết. Và mình sẽ tự viết sai pass là chữ B viết hoa. Vị trí Blink chỉ cần dán mã Blink ta vừa copy trong project ra là xong. Ok, bấm thử vào reset nguồn xem sao. Vào lại Wi-Fi trong nhà và app Blink kết nối. Do nhập sai pass đầu nên số 1 đỏ xuất hiện ở góc phải, báo hiệu thiết bị chưa thể kết nối, không thể điều khiển được. Lúc này các bạn phải kết nối lại với Wi-Fi Smart Home. Quay lại địa chỉ 192.168.4.1 để nhập lại nhé. Nhiều bạn có gửi tin nhắn cho chúng mình là Wi-Fi Smart Home không phát ra nữa. Mọi người lưu ý nhé. Lúc này bạn cần rút nguồn Wi-Fi trong nhà ra, chỉ khi tắt Wi-Fi trong nhà thì bạn chờ một lúc là Wi-Fi Smart Home sẽ phát ra. Lần này mình sẽ nhập đúng chính xác và kết nối nhé.
số 1 đỏ không còn, ta đã có thể kết nối thành công và tận hưởng thôi. Chỉ cần kết nối thành công một lần thì lần sau khi bật ổ cắm, ta chỉ cần vào app Blink và điều khiển luôn mà không phải cài đặt lại. Hy vọng với video trên các bạn có thể hiểu thêm về sản phẩm cũng như cách dùng, sửa lỗi trong lúc sử dụng. Chúc các bạn có thể cài đặt thành công để có thể trải nghiệm một sản phẩm rất tuyệt vời này. Mọi ý kiến thắc mắc cũng như đóng góp đừng quên để lại phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.